xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 1008 loại Pokemon được giới thiệu. Trong đó, Pokemon huyền thoại chiếm khoảng 5%. Chẳng bất kỳ khu vực nào, chúng ta sẽ luôn có những Pokemon huyền thoại mới được giới thiệu. Tất nhiên rồi, là Pokemon huyền thoại mà, nên sức mạnh của chúng là cái ghế, vì chúng không phải bàn. Các Pokemon huyền thoại thường có trách nhiệm bảo vệ trái đất, vì đó là mục đích mà chúng được tạo ra. Còn ai tạo ra chúng thì chắc tôi không nói, anh em cũng biết cả rồi. Hiện tại, Pokemon đã bước sang thế hệ 9, với chính xác 66 Pokemon huyền thoại đã xuất hiện. Vậy, trong 66 Pokemon đó, anh em đoán xem Pokemon nào ngầu nhất? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime, tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video top 10 Pokemon huyền thoại ngầu nhất nhé. Mở đầu danh sách ngày hôm nay, chúng ta có Solgaleo, một Pokemon huyền thoại của quần đảo Alola. Tuy được xếp vào loại Pokemon huyền thoại, nhưng về bản chất thì Solgaleo lại là một Ultrabeast. Solgaleo có hình dạng của một con sư tử lớn màu trắng, mà anh em cũng biết rồi đấy, sư tử trắng nó hiếm và đẹp như thế nào. Chính vì thế, Solgaleo tất nhiên là một Pokemon vô cùng đẹp và ngầu loài rồi. Được biết đến như con thú tàn phá mặt trời, Solgaleo từ lâu đã được vinh danh như một sứ thần của mặt trời. Cơ thể nó có khả năng giữ một lượng lớn năng lượng và ánh sáng khi hoạt động. Mỗi nơi Solgaleo đi qua, nơi đó sẽ tràn ngập ánh sáng, ngay cả trong những đêm đen tối. Khi chuyển sang dạng Raiden Sun, con mắt thứ ba trên trán của Sol sẽ mở ra, cơ thể nó cũng phát sáng màu vàng trắng. Nhìn nó lúc này cứ như hóa siêu thời gian vậy. Ở trạng thái này, Sol có thể dễ dàng mở ra các Ultra Wormhole để đi xuyên qua nhiều thế giới khác nhau. Yveto là Pokemon huyền thoại của vùng đất Kalos. Nó đại diện cho sự hủy diệt, trái ngược hoàn toàn với đối tác của nó, Sunny. Pokemon đại diện cho sự sống. Cùng với Sunny và Zygarde, nó là một phần của Chiyo Aura vùng Kalos. Yveto có hình dạng của một con đại bàng lớn. Toàn thân nó có hai màu chủ đạo là đỏ và đen, thể hiện cho sự chết chóc. Sải cánh của Yveto rất rộng. Khi tung cánh bay lượn, Yveto có hình dạng của chữ Y, chuẩn là linh vật của Pokemon Y rồi. Truyền thuyết kể lại rằng, hàng ngàn năm trước tại vùng đất Kalos, Yveto đã thức tỉnh từ một cái kén, rồi bắt đầu hủy diệt tất cả. Nó hấp thụ năng lượng cuộc sống xung quanh, khiến cho cả một khu vực rộng lớn biến thành vùng đất chết. Sau đó, Sunny đã xuất hiện và hồi sinh lại mọi thứ. Cuối cùng, Yveto đã bay đi, rồi cuộn mình thành một cái kén. Còn Sunny vì đã dùng quá nhiều sức mạnh, nên nó đã tự biến mình thành một cái cây, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Yveto được biết đến là Pokemon duy nhất có thể học và sử dụng chiêu thức tia sáng tử thần, một chiêu thức hệ bay có khả năng hút sinh mệnh của đối thủ. Đây chính là điểm biến nó thành một trong những Pokemon đáng sợ nhất. Chắc chắn rằng chẳng có ai muốn bị dính phải chiêu thức này rồi bị hóa đá đâu nhỉ. Tuy bị tất cả sinh vật sống căm ghét và sợ hãi, nhưng hủy diệt chỉ là công việc của Yveto, mà chẳng phải cái công việc của một thần chết quá là ngầu hay sao? Giratina là thành viên của bộ ba sáng tạo. Nó được Arceus trao cho sức mạnh của phản vật chất và được tạo ra với mục đích giúp Arceus tạo dựng thế giới. Giratina được xem là đối cực cho cả Diaga lẫn Palkia. Do bản chất côn đồ và ưa bạo lực thì gây chuyện, điều này là cấm kỵ trong quá trình sáng tạo. Nó thậm chí còn từng thách thức cả Arceus. Chính vì thế, Giratina đã bị trục xuất vào thế giới ngược Distortion World và được cho là sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Trong thế giới ngược, Giratina sẽ tồn tại ở hình dạng Origin. Khi này, cơ thể nó thon dài như một con rết, sáu cánh cũng phát triển rõ ràng hơn. Theo tôi, đây là một hình dạng rất ngầu. Tôi vô cùng thích hình dạng Origin của Giratina. Khi ở dạng Origin, Giratina cũng có thể dễ dàng đi xuyên qua các thế giới khác nhau. Ngoài ra, chính nó là kẻ đã tạo ra khe nứt không thời gian, tạo ra các Pokemon Alpha và làm cho các Pokemon quý tộc trở nên điên cuồng. Coraidon là Pokemon huyền thoại mới trong thế hệ 9. Nó cũng chính là linh vật của Pokemon Scarlet. Nếu như các Pokemon huyền thoại khu vực trước đây thường sở hữu những sức mạnh vô cùng kinh dị và thường đại diện cho một yếu tố gì đó của tự nhiên, như chính con Yveto ở trên đại diện cho sự hủy diệt chẳng hạn, thì Coraidon giờ đây rất bình thường. Tuy được xếp vào loại Pokemon huyền thoại, nhưng về bản chất nó lại là một Paradox Pokemon. Nó là một Pokemon đã tồn tại trong quá khứ và có họ hàng với Salizard, một Pokemon cưỡi quen thuộc ở khu vực Paldia. Coraidon có thiết kế rất ngầu, giống như một con tắc kè cổ đại vậy. Chúng ta cũng có thể sử dụng Coraidon như một vật cưỡi trong suốt quá trình đi game nữa. Có hai cái bánh xe rất to, nhưng vẫn xài bốn chân để chạy, nhìn hơi tù, nhưng nói chung là ok. Kyurem
Kyurem là thành viên của bộ ba rồng tao, những Pokemon đứng đầu của khu vực Unova. Nó là cái vỏ rồng của con rồng nguyên thủy năm xưa. Ở hình dạng bình thường, Kyurem nhìn như một con T-Rex ấy, khá là đụt, hai cái tay thì bé, chắc là chỉ dùng để gãi bụng. Nhưng vì là cái vỏ rồng, nó có cùng cấu trúc DNA với Reshiram và Zekrom. Chính vì thế, nó có thể kết hợp với hai Pokemon trên để chuyển về hai form vô cùng mạnh, đó là White Kyurem và Black Kyurem. Tuy đã xuất hiện từ rất lâu, từ thế hệ 5, nhưng đến tận bây giờ, hai form của Kyurem vẫn được đánh giá là những Pokemon có thiết kế đẹp nhất. Như thế là anh em đủ hiểu độ đẹp của Pokemon này nằm ở mức độ nào. Nó cũng là Pokemon đặt tiền đề cho sự kết hợp của các Pokemon huyền thoại. Trong hai form của Kyurem, có vẻ như dạng Wild luôn được đánh giá cao hơn. Toàn thân nó được bao phủ trong một màu trắng thuần khiết, không phải màu trắng của băng giá nữa, nó là màu trắng của lửa, y hệt Reshiram vậy, thêm quả đuôi như một lò luyện nữa, nó cứ phải gọi là chất hơn nước cất. Đứng tối cao, chúa tể ánh sáng, tất nhiên cũng phải có một vị trí nào đó trong danh sách này rồi. Necroma đến từ một thế giới khác với thế giới của chúng ta. Ngài đã ban sự sống cho toàn bộ các thế giới bên trong Ultra Space. Nếu nói thế giới Pokemon là một giọt nước, thì Ultra Space chính là đại dương. Chính vì thế, khả năng và sức mạnh của ngài nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Necroma có đến 4 hình dạng khác nhau. Khi mất đi sức mạnh, Necroma ở dạng Black, toàn thân Necroma có màu đen của bóng tối. Khi này, Necroma là một con thú điên cuồng, chỉ biết tàn sát tất cả để hút năng lượng. Khi Necroma tóm được Solgaleo để cưỡng chế kết hợp thành đắp mên, Necroma có hình dạng của Solgaleo nhưng đã được trang bị thêm một bộ giáp cực kỳ ngầu, nên tất nhiên là ngầu hơn cả Sol gấp mấy lần. Cái gì được mặc thêm giáp mà chẳng ngầu. Tương tự như vậy, ở form Denwing, Necroma sở hữu hình dạng của Lunala và có trang bị thêm giáp. Một điểm nữa là toàn thân ngài sẽ luôn ở trạng thái full moon với màu xanh tím vô cùng đẹp. Cuối cùng là dạng Ultra Necroma, được cho là hình dạng thật của Necroma, là một con rồng có cánh khổng lồ mang song hệ rồng và siêu linh. Cơ thể của ngài khi này được cấu thành từ ánh sáng thuần khiết, nhìn vào rất chói chang. Chính ánh sáng đó đã ban phát sự sống cho vô hạn thế giới khác nhau, trong đó có khu vực Alola. Zygarde là Pokemon huyền thoại của vùng đất Kalos. Nó là thành viên của bộ ba Aura. Nếu như Yveto đại diện cho sự hủy diệt, Serenias đại diện cho sự sống, thì Zygarde lại đại diện cho cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Nó chính là Pokemon bảo vệ trật tự trên toàn cõi Kalos. Như các bạn đã biết, Zygarde được tạo ra từ hai thành phần chính là lõi Zygarde và tế bào Z. Nó có 4 form, tùy vào tình hình thế nào mà nó sẽ chọn một form bất kỳ để hiện thân. Zygarde sử dụng các tế bào Z được phân bổ trên toàn Kalos để theo dõi mọi biến động. Nó chỉ xuất hiện khi có một thứ gì đó phá đi sự cân bằng vốn có. Điều này cũng nói lên một vấn đề là khi Zygarde xuất hiện thì một biến cố gì đó vô cùng lớn sẽ xảy ra. Zygarde có form cuối cùng là Zygarde 100%, được tạo ra bởi hai lõi Zygarde và toàn bộ các tế bào Z. Khi này, sức mạnh của nó vượt xa bộ đôi sinh tử để trở thành Pokemon mạnh nhất Kalos. Cái này là Pokédex họ nói thế nhé, chứ solo 1 vs 1 thì hai thằng kia nó lại vả cho không còn răng ăn cơm. Ở form 100%, Zygarde có hình dạng như một siêu robot, tuy mang hệ đất nhưng nó có thể bay một cách dễ dàng. Nó có thể phóng ra vô số long ba động một lúc bằng mấy cái tua tua như cánh của mình. Khi Zygarde sử dụng chiêu thức độc quyền tia chữ Z, Zygarde lúc này hiện lên vô cùng ngầu. Mewtwo, đây có lẽ là một trong những Pokemon nổi tiếng nhất trong thế giới Pokemon, với tạo hình mắc ngầu cũng như sức mạnh cực kỳ to lớn. Được tạo ra từ việc nhân bản vô tính DNA của Mew với mục đích để trở thành Pokemon mạnh nhất thế giới. Trái ngược với Mew, tinh nghịch và hiền lành, Mewtwo có vẻ ngoài cao lớn và lạnh lùng. Các nhà khoa học đã thành công trong việc cho nó cơ thể và sức mạnh, nhưng lại thất bại trong việc cho nó một trái tim nhân hậu. Nó đã từng sử dụng trí thông minh của mình để xây dựng lên một hệ thống nhân bản vô tính các Pokemon khác với mục đích thay thế con người nắm chủ thế giới. Với bản tính cao ngạo và quá khứ buồn tủi, Mewtwo cực kỳ ghét con người. Nó coi con người không khác gì mấy con vi khuẩn. Nhưng sau một vài biến cố xảy ra, nó đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và quyết định đi chu du khắp thế giới để giúp đỡ những Pokemon gặp nạn. Danh sách này mà không có sói tỷ Zacian thì quá là một sự thiếu sót. Zacian là một trong hai Pokemon anh hùng của khu vực Gala, một Pokemon vô cùng nổi tiếng trong những năm gần đây bởi vì sức mạnh kinh dị cũng như thiết kế ngầu lòi của nó. Chắc phải khá lâu nữa chúng ta mới được giới thiệu một Pokemon có tầm ảnh hưởng như Zacian. Ở hình dạng bình thường, Zacian cũng thường thôi. Sau khi hấp thụ đủ sắt, nó sẽ chuyển sang trạng thái Crowner Sword. Khi này, Zacian đã trang bị đủ giáp
và ngậm một thanh kiếm vô cùng sắc bén ở miệng. Ý tưởng để thiết kế ra xiềng chính là từ thanh kiếm huyền thoại Excalibur của vua Arthur. Excalibur là một thứ vũ khí thần tạo được tạo ra dựa trên ước muốn của nhân loại, ước muốn được tồn tại của con người. Thực ra thì ở Việt Nam cũng có một truyền thuyết tương tự. Thay vì vua Arthur, chúng ta có vua Lê Lợi. Thay vì Excalibur, chúng ta lại có Thuận Thiên Kiếm, chơi Pokemon nhưng không quên lịch sử nước Nga. Chính vì thế, ra xiềng tất nhiên là vô cùng ngầu loài rồi, ngậm cả thanh Excalibur trong miệng cơ mà. Với cây kiếm này, nó có thể chém bay bất cứ thứ gì, kể cả đó là các Pokemon Dynamax. Trong quá khứ, nó còn từng với em trai Yamagenta đánh bại ác thần Eternatus cơ mà. Ở vị trí đầu tiên trong danh sách của chúng ta hôm nay chính là Rayquaza. Cái này thì khỏi phải bàn cãi nữa nhỉ. Rayquaza là thủ lĩnh của bộ ba thời tiết. Nó được sinh ra trên tầng ozone hàng trăm triệu năm trước và luôn bay trên tầng khí quyển của trái đất. Kể từ khi được sinh ra, Rayquaza đã có nhiệm vụ bảo vệ bầu trời trước tất cả các mối nguy hiểm tới từ vũ trụ, như phá hủy các thiên thạch bay vào trái đất hay chiến đấu với các Pokemon lạ ngoài trái đất. Một kẻ bảo vệ tối cao của trái đất. Chính vì thế, nó cần một sức mạnh to lớn để đánh bại tất cả mọi đối thủ. Do đó, chúng ta có hình dạng Mega Rayquaza. Ở dạng bình thường, Ray không khác gì một con giun xanh, chỉ biết bay xung quanh rồi spam tia sáng hủy diệt. Thì khi ở dạng Mega, Mega Ray đã phát triển cơ thể lớn hơn rất nhiều. Các họa tiết trên cơ thể của nó được làm rất chi tiết và tỉ mỉ. Nhìn nó lúc này vô cùng đẹp và ngầu. Nhất là khi Rayquaza bay hoặc sử dụng rồng thăng thiên, các giải ruy băng sẽ nối với đuôi, làm cho hình dạng của Ray lúc này nhìn như hình Delta. Như đã thấy trong movie 18, một mình Mega Ray đã cân cả 6 Pokemon huyền thoại mà Hopata Ác đã triệu hồi. Điều mà không phải Pokemon nào cũng làm được, như này lại bảo không ngầu. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để Ade đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.